Chào các bạn đã quay trở lại kênh của Quỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình mời các bạn món canh giò heo hầm rau củ nha. Món canh với chân giò, hầm bổ dưỡng, mềm ngon luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ trong bữa cơm gia đình. Đặc biệt, món chân giò sẽ ngon hơn khi hầm với rau củ, giúp nước dùng thêm đậm đà, hấp dẫn nè. Ngoài ra, món canh này còn rất là thanh mát và tốt cho sức khỏe. Nếu như vào những dịp lễ Tết mà chúng ta lỡ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc là bánh mứt thì hãy làm ngay món canh này để thanh nhiệt giải độc cơ thể. Nào, nếu thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm với mình nhé. Nguyên liệu thì mình có chuẩn bị 1 kg chân giò heo. Chân giò heo này sau khi mình mua về á, mình có rửa sạch sẽ qua nước muối và chanh rồi nè. Mình chà xát để làm cho da nó sạch sẽ đó các bạn. Và mình đã cắt khúc ra cho vừa ăn luôn. Ở đây thì mình sử dụng 2 củ hành tím nhỏ và 3 tép tỏi vừa. Củ dền thì mình dùng 2 củ vừa nè. Các bạn lựa củ còn tươi nhé. Khoai tây thì 4 củ vừa nhỏ, tại mình dùng củ nhỏ cho nên là mình xài hết 4 củ. Và một ít hành lá. Tiếp theo thì phần gia vị nêm. Gia vị nêm thì rất là đơn giản nè. Mình có sử dụng một ít đường, một ít muối, một ít bột ngọt và một ít hạt nêm, một ít tiêu. Chi tiết thì mình sẽ nói khi mình ướp nha. Đầu tiên mình sẽ trụng chân giò heo này qua nước nóng nè. Các bạn đổ phần nước nóng lên sao cho ngập hết phần chân giò heo nha. Do phần chân giò heo này mình đã rửa sạch qua nước muối và chanh rồi, nên bây giờ mình chỉ cần trụng sơ qua nước nóng nữa là được. Các bạn trụng xong vớt ra để ráo cho mình nha. Phần chân giò heo sau khi được trụng và rửa sạch qua nước nóng, bây giờ mình tiến hành ướp gia vị. Lưu ý nhỏ với các bạn là khi chọn chân giò heo thì các bạn nên chọn chân giò heo sao nha, vì nó sẽ có nhiều thịt và có giá trị dinh dưỡng cao hơn á. Bắt đầu ướp nè. Mình dùng 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Hai muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê muối. Riêng phần tiêu thì các bạn có thể dùng 1 muỗng cà phê để ướp vô chung, hoặc là sau khi mình nấu chín rồi mình rắc lên một ít tiêu lên tô canh vẫn được. Và sau khi các bạn ướp hết gia vị thì các bạn trộn đều lên cho thấm hết gia vị và để đây tầm nửa tiếng nha. Trong thời gian chờ đợi cái phần thịt ngấm hết gia vị, mình sẽ đi sắc các loại rau củ ra. Đầu tiên mình sẽ sắc hành nè. Hành thì các bạn sắc cái phần gốc ra tầm 3 cm nè. Phần lá còn lại các bạn sắc nhuyễn ra luôn. Tiếp theo thì mình sắc củ dền. Củ dền này các bạn sắc miếng sao cho vừa miệng của mình ăn là được. Các bạn nên chọn mua củ dền còn tươi nhé. Củ dền phải có vỏ chắc khỏe nè, trơn nè, không bị nhăn, màu thì đỏ sậm và không có vết nứt hay là có những chỗ mềm nè. Như vậy khi mình chọn về nấu, ăn sẽ ngon và ngọt hơn rất là nhiều. Đối với khoai tây thì mình nên chọn củ có màu vàng thì sẽ ngon và nhiều chất dinh dưỡng hơn những củ có màu trắng nè. Không nên chọn những củ khoai đã có mọc mầm hay là vỏ chuyển sang màu xanh nha, vì đây là củ có chứa chất độc và có hại cho sức khỏe đó. Khi chúng ta biết cách chọn rau củ ngon cũng góp phần tạo cho nồi canh của chúng ta thêm đậm đà và trọn vị hơn rất là nhiều nè.
Rồi thì mình đã ướp thịt được nửa tiếng, bây giờ mình sẽ tiến hành nấu canh. Mình cho vào đây là 3 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng lên, mình sẽ cho hành tím và tỏi vào luôn nè. Các bạn phi tỏi và hành tím cho thơm lên. Sau đó mình đổ thịt vô hết luôn nha. Mình dùng đũa đảo cho đều tay lên, sao cho các phần thịt này săn lại hết luôn nè. Sau đó các bạn đổ 1 lít nước lọc vô. Nếu như các bạn có nước dừa thì càng tốt nha. Với phần nước này thì cũng không quy định là bao nhiêu, miễn sao cái phần thịt của mình được ngập đều trong nước hết là được. Các bạn có thể để nắp lại và hầm ở lửa nhỏ trong khoảng 45 phút cho giò mềm. Trong quá trình hầm giò heo, các bạn nhớ vớt bọt. Bỏ cái phần bọt trắng này để cho cái nồi nước dùng của mình thêm trong hơn nè. Và nhớ là có thể châm thêm nước nếu như nồi nước dùng của mình bị cạn nha. Và cái nồi này mình đã hầm được hơn 30 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ củ dền với lại phay tây vô luôn. Do củ dền với phay tây mau chín nên là mình sẽ bỏ vô sau nha. Và mình tiếp tục hầm ở lửa nhỏ thêm 15 phút nữa nha các bạn. Sau hơn 10 phút mình ninh tiếp nè. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc đũa để thử cái thịt nha. Nè, mình dùng đũa xiên qua. Nếu như các bạn thấy mà thịt nó mềm, mình dùng đũa xiên qua được á, là thịt nó đã chín rồi nè. Và bây giờ các bạn có thể nêm nếm và thử lại sao cho vừa cái khẩu vị của mình là được. Rồi thì bây giờ mình sẽ nêm thêm nè. 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường. Các bạn có thể tùy chỉnh theo cái khẩu vị của mình nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vô đây 1 ít gốc hành và 1 ít hành lá mà mình băm nhuyễn, mình sẽ cho vô luôn nè. Bây giờ thì các bạn có thấy hấp dẫn và đói bụng chưa nè? Chứ mình thì thấy rất là đói bụng rồi đó. Món này thì rất là dễ làm và cũng rất là dễ ăn. Thời tiết vào dịp Tết thì rất là lạnh. Còn gì bằng khi mà chúng ta có một cái tô canh giò heo hầm rau củ nóng hổi thì rất là tuyệt vời phải không các bạn? Thời gian hầm của mình không quá 45 phút. Bây giờ mình sẽ múc nó ra và thưởng thức thôi nào. Các bạn nhớ cho thêm một ít hành lá sắc nhuyễn nè. Và thêm một ít tiêu xay nữa. Như vậy mới thơm ngon và chuẩn vị nha. Món canh này thì các bạn có thể là dùng ăn với cơm. Hoặc nếu như các bạn không thích ăn với cơm, mình có thể dùng để nấu hủ tiếu luôn. Rất là ngon nha các bạn. Và bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng dùng cơm với mình nhé. Thử húp một muỗng canh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngon, ngọt từ giò heo và rau củ nè. Các thứ hòa quyện lại với nhau rất là tuyệt vời. Chuẩn bị thêm một chén nước mắm ớt hoặc là nước tương ớt nha. Các bạn ăn kèm với giò heo thì sẽ ngon hơn đấy nhé.
Mình xin chúc tất cả các bạn làm thành công và ngon miệng với món giò heo hầm rau củ này. Nếu thấy video này hay, xin hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và hãy bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.